Xin chào quý vị và các bạn. Mọi người hôm nay có khỏe không? Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn thêm hai cái trường hợp nữa, mấy các bạn học viên của mình và mấy các bạn mà làm chung với mình. Hồi xưa lúc mà mình mới ra mình khởi nghiệp á, mình cũng có nhận một số bạn học viên để mấy bạn đó phụ mình làm. Tuyển nhân viên, mình tuyển mấy cái bạn nhân viên đó, mình thấy có hai bạn rất là thành công, mình kể cho bạn nghe hai bạn đó không? Thì bạn thứ nhất á, bạn đó là cũng mới qua, bạn này cũng người Đồng Nai luôn nè. Thì bạn này qua đây có bằng lái xe, có chiếc xe gọi là xe CRV á. Các bạn biết chiếc xe CRV mà đúng không? Cái cửa nó mở qua bên đó, đằng sau có cái ghế sau nó có gập lại được, chứa đồ nghề. Bạn này làm cắt cỏ nè, dọn vườn nè, đi cắt cây rồi tỉa cây rồi này nọ. Trong xe bạn này có khoảng 4-5 cái máy, rồi bạn này mua thêm cái máy kéo, cái xe trailer nó bạn này kéo đó. Bạn này làm với mình thì bạn này làm vừa làm chốt với mình rồi vừa làm chốt của bạn đó, rồi bạn đi đi lấy thêm đồ này nọ, rồi đăng trên hội sinh viên là đủ kiểu hết. Rồi bạn này làm theo mình biết á, bạn này tính toán và bạn này làm rồi nọ, bạn con này cũng đi học 2-3 ngày rồi còn lại cũng 3-4 ngày bạn này đi làm, và một ngày bạn này kiếm trên dưới khoảng là 600, 500-600 đô mỗi ngày. Các bạn có ngày kiếm được 700 đô luôn. Thì các bạn nào mà không dám ra ngoài làm thì các bạn làm trong hãng xưởng, hoặc là mới qua thì có thể làm cho người này làm cho người kia. Nhưng bạn nào mà cứng cáp có bằng lái xe, thi bằng lái xe rồi này nọ xong hết, có mã số thuế, bạn có thể apply ABN mà số kinh doanh ở bên Úc, du học sinh cũng có thể làm được mà. Rồi sau đó là các bạn ra ngoài bạn làm kinh doanh, bạn nhận chốt về bạn làm đó. Một bạn ha, mình kể bạn tấm gương số 2. Tấm gương số 2 thì bạn này thì mình mới biết gần đây thôi, gần đây khoảng chừng 3 năm nay thôi. Bạn đầu tiên là làm gập vườn nha. Bạn thứ hai là làm cleaning, dọn dẹp thôi đó các bạn. Giống như những cái nhà bạn thuê xong rồi bạn trả nhà cho chủ là bạn phải dọn dẹp sạch sẽ. Và nhiều khi bạn trả nhà cho chủ mà bạn chưa dọn dẹp hết đồ đi thì có rác rến trong nhà, có bàn, có ghế, có đủ kiểu. Thì khi bạn này tới, bạn này vừa dọn dẹp nhà, chà rửa nhà cửa cho sạch sẽ, rồi xịt nước cho sạch sẽ sân vườn, rồi nhiều khi là cỏ bạn này cũng cắt luôn. Nói chung là bạn này làm nguyên cái trọn gói luôn. Nhiều khi nhà mà dơ bạn này sơn luôn, nhà thành nhà mới luôn á, bạn này cũng làm luôn. Có những căn nhà bạn này trả khách hàng 5.000, 7.000 luôn các bạn. Cleaning là thường thường nó khoảng dao động khoảng 500, 700, 1.000 đô thôi. Ok, nhưng mà có những lúc, không phải có những lúc, là tuần nào luôn á cũng có một hai cái chốt nó rất là lớn, bạn này phải cần một hai người phụ. Cái tiền bạn này nhận được nó lên rất là cao. Thì đây mình không muốn nói để cho các bạn thấy là tiền nhiều để các bạn nhào vô bằng ham làm, mà nghĩa là bạn du học sinh bạn phải cố gắng bạn học cho nó tốt. Ngoài ra là bạn nên đi học, đi làm chung với những cái anh, những cái chị mà vừa rồi mà mình mới nói đó, họ qua trước các bạn. Cho dù tuổi họ còn nhỏ hay tuổi họ lớn hơn các bạn thì các bạn nên cố gắng học những người đó. Người ta làm được thì các bạn làm được. Các bạn còn trẻ, các bạn cứ thử hết lĩnh vực này tới lĩnh vực kia để sau này bạn không có hối hận. Chứ mà bạn đi qua rồi các bạn cứ ăn là đi học rồi mọi chuyện để có ba mẹ lo. Mọi chuyện có ba mẹ lo, mình nghĩ là các bạn nên lo đó. Đi ra ngoài cũng không có đi làm thêm gì hết, rồi học hành thì cũng không có học hành giỏi nữa là cũng thua luôn. Cái kết thúc của cái việc học đó các bạn là làm, chứ không phải kết thúc cái việc học là học. Ba mẹ cho bạn tiền để đi học, đi học xong kết thúc cái việc học là bạn đi làm. Và muốn làm tốt, được thăng tiến, được mức lương cao là bắt buộc phải đi làm, gọi là internship. Bạn phải đi ra ngoài để mà cọ xát, để mà làm việc với người này, làm việc với người kia, để cho cuộc đời nó vùi dập các bạn, để cho người này chỉ bạn cái này, người kia chỉ bạn cái kia, để bạn trưởng thành hơn, bạn lớn hơn, bạn học nhiều kinh nghiệm để sau này bạn phát triển hơn, đúng không? Cái đó là việc việc đi ra ngoài đời. Còn việc học của bạn là vô trong trường chỉ học rồi về làm bài tập rồi thi rồi đậu làm bài sai mình rồi xong, cái đó nó không có giúp bạn thành công đâu. Cho dù một người mà điểm thiệt là cao 10 điểm 9 điểm chưa chắc giỏi hơn người 5-6 điểm ạ. Tại người 5-6 điểm người ta ra ngoài kia người ta không có thời gian học, nhưng mà họ ra ngoài kia họ rất là giỏi ở ngoài, người ta làm cái này làm cái kia, người ta thử cái này thử cái kia, rồi cuối cùng là kết quả là người ta sẽ trưởng thành nhiều hơn. Còn các bạn ăn rồi bạn ngồi bạn học, tiền thì có ba mẹ nuôi, mà bạn cũng không có học được cái kỹ năng quản lý tài chính, kỹ năng quản lý thời gian của các bạn cũng không có đó, thì cuối cùng là bạn cũng đâu có thành công gì được đâu. Và thậm chí người ta còn sắp xếp thời gian người ta học thêm tiếng Anh, học thêm PTE nữa, một ngày dành ra 2 tiếng học PTE nữa, người ta sẽ có thường trú sớm thôi. Nói mình kể các bạn hai tấm gương ở hai bạn. Ok, hai bạn này làm rất là thành công. Trước Tết thì mình cũng có gặp một bạn du học sinh, nhà bạn này cũng gần nhà mình luôn, ở Đầm Sen ở Tân Phú. Thì bạn này cũng gặp mình, rồi bạn này cũng nói em với mẹ em cũng coi video của anh nhiều rồi đó, rồi xong rồi gặp mình. Thì tới gặp một ngày mình nói à ok thì em cứ đi làm, em làm hospitality, em đi làm ship này ship kia, nhưng mà đàn ông con trai là phải biết sửa nhà, đàn ông con trai đèn hư cũng phải biết sửa đúng không? Cái bóng đèn nó bị hư thì sao sửa, cái cửa nó bị hư, cái cửa nó bị trục trặc,
cửa nó kêu cọt kẹt rồi sao sửa, rồi cái giá sách này nó bị sệ, nó bị hư, ai sửa? Rồi mốt con cái bạn đang sinh con đẻ cái ra, rồi xong rồi vợ bạn không lẽ để vợ sửa hả? Không phải kêu kêu ba kêu mẹ về sửa hả? Mày ông con trai là phải biết, con trai là phải biết mấy cái nghề liên quan tới xây dựng sửa chữa nhà cửa không? Lỡ nhà nó hư ống nước rồi nó đục ống nước, nước chảy ra nó vợ ơi tới cứu anh với, anh không biết sửa ống nước, anh chỉ biết bấm game thôi, chải tóc lùa là ăn mặc sạch sẽ, anh chỉ biết nói thôi không biết làm. Bây giờ mình nói cho dù du học sinh hay các bạn ở Việt Nam cũng vậy, đàn ông con trai là phải nhà ra ngoài kia, đã sinh ra là đàn ông rồi là cuộc đời của các bạn nó khổ lắm, nó vất vả lắm, các bạn phải phải cố gắng lên, không phải cố gắng một mà phải cố gắng hai, cố gắng ba, cố gắng nhiều hơn nữa các bạn. Còn có mẹ già, còn có sắp tới vợ tương lai, rồi còn có con của các bạn nữa, nên trên vai của bạn rất là nhiều trách nhiệm, nên các bạn phải ra ngoài kia, các bạn phải lăn lộn với đời, chứ đừng có ngồi văn phòng mà làm việc văn phòng không, không đủ đâu. Thì mình nói nốt cái nội dung của video ngày hôm nay, mình giúp được anh chị visa 188 cái gì luôn, visa doanh nhân rồi này nọ. Thì mấy anh chị qua đây thì mình sẽ dẫn mấy anh chị đi coi hết toàn bộ những cái việc kinh doanh của mình, coi đất nè, đầu tư đất nè, rồi mua đất xây nhà, chia đất ra làm hai căn, mua nhà cũ đập xây hai căn đó, ví dụ vậy, mình dẫn cho anh chị đi coi. Ok, rồi xong nữa, cái thứ hai thì mình cho anh chị coi hết mấy cái việc mà sửa nhà của mình. Thì mấy nay mình cũng đang giúp mấy anh chị đó, anh chị đi coi, dẫn anh chị đi coi. Ngoài ra con cái của anh chị thì mình có thể giúp anh chị chọn trường, chuyển trường, rồi hoặc là chọn cho anh chị cái vị trí để anh chị thuê nhà hoặc là mua nhà để sinh hoạt ha. Dẫn con cái của anh chị đi học cưỡi ngựa nè, đi học chèo thuyền nè, rồi đi tắm biển nè, rồi đi lên núi nè, đó, mình dẫn anh chị trải nghiệm cái cuộc sống để cho anh chị cảm giác được cái nước Úc là nó thanh bình và nó giúp anh chị, chứ không phải mình dẫn anh chị đi ăn nhà hàng 5 sao, không không. Mình dư sức làm điều đó mà mình không có thích, hoặc là dẫn anh chị đi chơi đánh bài, đi casino không. Mình dẫn đi ngang qua coi cho biết thôi, chứ không có chuyện vô đó đánh bài đánh bạc rồi ha. Rồi mình dẫn anh chị đi trải nghiệm cái cuộc sống, đi tới trường mấy đứa nhỏ, đi đón mấy đứa con như thế nào, rồi cuộc sống ở bên này gần gũi với thiên nhiên như thế nào, rồi dẫn anh chị đi hái trái cây như thế nào, đi farm như thế nào. Đó, vừa rồi mình có hái trái cây, dẫn mấy anh chị đi hái trái cây. Thì sắp tới rất là nhiều hoạt động, mình muốn mấy anh chị doanh nhân mà tham gia những cái team của mình thì trải nghiệm với mình. Đó, anh chị đó đi tham quan những cái việc kinh doanh của mấy bạn học viên của mình đã thành công rồi, anh chị đi qua đó xem và làm việc chung để mà có nhiều trải nghiệm, với lại mấy anh chị sớm hòa nhập với cuộc sống ở Úc hơn ha. Ngoài ra là ví dụ anh chị làm việc kinh doanh với lại xây dựng với mình thì mình có những người khách hàng, mình vẫn sẵn sàng tặng những người khách hàng đó cho anh chị luôn. Anh chị đó, rồi mình có thể giúp anh chị tuyển thợ, rồi có gì khó thì mình hỗ trợ anh chị nữa. Cảm ơn các bạn ha. Rồi, chào mọi người.